Đến chiều nay ngày 14 tháng 1, lực lượng công an vẫn đang huy động xe đầu kéo để đưa chiếc xe cần cẩu ra khỏi hai ngôi nhà của người dân bị tông sập cạnh quốc lộ 1 thuộc địa phận xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Trước đó, vào khoảng 10 giờ 45 phút cùng ngày, xe tải có gắn đầu cẩu biển kiểm soát 51E03232 kéo theo semi remote không số lưu thông trên quốc lộ 1 hướng Phan Thiết đi Phan Rang. Khi đến km 1662 800 thuộc khu vực dốc dài xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình đã đâm vào hai nhà dân bên đường. Hậu quả làm nhà ông Trần Huy Tưởng, 40 tuổi, sập phần mái phía trước, còn nhà ông Phan Văn Hùng, 55 tuổi, sập hết phần phía trước và phòng khách. Người dân cho biết, trước khi đâm vào ngôi nhà, chiếc xe đã có biểu hiện bị mất lái, lặng qua lặng lại trên đường. Khi chiếc xe đâm vào nhà ông Phan Văn Hùng thì bên trong có một người phụ nữ đang bán hàng. Tuy nhiên rất may chị này không bị thương. Riêng tài xế xe đầu kéo tên Dương trú tại huyện Bắc Bình thì bị thương nặng, đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.